sông Nam Chính, a b sủng nịch vô độ sửa đường vị bá tổng A đối ngoại thanh lãnh đối nội kiều nguyễn bạc hà vị mỹ nhân O, T, S. 196cm cùng 176cm yêu đương hàng ngày. Một tai nạn, họ bị ràng buộc với nhau, và được kích thích bởi pheromone, họ thu hút lẫn nhau và bị mê hoặc bởi nhau. Khi lý trí được khôi phục, bọn họ còn có thể lựa chọn lẫn nhau sao? Trong một lần phỏng vấn công khai, quý thư thuần được hỏi khi nào thì yêu đương quý thư thuần mỉm cười dịu dàng nói lúc nhớ tới anh ấy mỗi thời mỗi khắc đều có cảm giác đang yêu đương mọi người nhao nhao suy đoán đến tột cùng là ai có mị lực như vậy có thể được quý tổng thầm mến quý thư thuần nghe vậy khẽ cười ra tiếng giải thích không phải thầm mến mà là yêu đương cầm giấy chứng nhận tình yêu mọi người quý tổng đăng ký khi nào với ai quý thư thuần nói giữ bí mật mọi người giật mình quý tổng thế nhưng kim ốc tàn kiều em là một tai nạn của anh số mệnh đã định trước kẹo sữa bạc hà hơi ngọt anh muốn ăn không nhất kiến chung tình gặp gỡ tiên hôn yêu đương nhiên là phải từ từ dưỡng thành chương một viên thứ nhất bạc hà nải đường bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 2 Viên thứ hai bạc hà nải đường Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 3 Viên thứ ba bạc hà nải đường Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 4 Viên thứ tư bạc hà nải đường Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 5 Viên thứ năm bạc hà nải đường Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 6 Viên thứ sáu bạc hà nải đường Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 7 Để thất khỏa bạc hà nải đường Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương 8 Viên thứ 8 Bạc Hà Nải Đường Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test Chương 9 Viên thứ 9 Bạc Hà Nải Đường Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test Chương 10 Viên thứ 10 Bạc Hà Nải Đường Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test.